đi báo trên cầu cầu Nguyễn Tất Thành nha các bạn ơi. Chào mấy mai mình chung cái giờ.
Trưng đi, tôi muốn về thì đi lên đây về. Không? Đi Hát Bà Trưng nè. Thôi được rồi đó. Hai bà chúng, hai bà chúng. Đi thẳng đi, đi thẳng đi về mà. Vô đó là kẹt á. Ở chỗ nó đừng đá là không yếu nha. Good now.